Trường Ca có Đường Cái Quan đưa ra một lữ khách đi trên con đường xuyên Việt, đi từ ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, đi từ ngày mới lập quốc cho đến khi đã hoàn thành xứ sở, đi trong lịch sử và lòng dân. Đi tới đâu cũng có tiếng dân chúng địa phương ca hát chúc tụng lữ khách đi nối liền được lòng người và đất nước. Trường Ca con Đường Cái Quan gồm có 3 phần. Phần thứ nhất từ miền Bắc, mang tính chất hào hùng của miền quê cha đất tổ. Phần thứ hai qua miền Trung, với tình thương yêu chan chứa niềm xót xa. Phần thứ ba vào miền Nam, tỏ sự vui mừng của con người đã cả thắng thiên nhiên để hoàn thành nước Việt. Xin quý vị nghe tiếng mở đầu cuốn hát vui vui từ một thôn miền miền Bắc. Hỡi anh đi đường Cái Quan, dừng chân đứng lại, dừng chân đứng lại cho em đi than đôi lời. Đi đâu vội mấy anh ơi, tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ, chia đôi một họ trăm con ta lên đường, ta lên đường. Năm mươi người đang vào thiên hạ, năm mươi người chạy theo sông. Ơi ơi người ơi, người thiên bao người thấy văn quan thương ai đâu.
xanh xanh qua thơm lam đen theo người đến bao anh muốn rời về trong xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã. Đi trong lịch sử dân ta, muốn em là hãy đến nhà thành kiếm. Ơi hãy người ơi, ơi ơi người ơi, xa mấy lần để đang đều thanh thay mơ quanh hoa. Lòng buồn kia ôi, ta cho chùa ơi, ta cho chùa ơi, cho thiên người ẹo phải ẹo trái đúng rồi. Nó kêu qua cái cầu ra phải không? Trúng không vậy? Người trúng không đã vậy? Đi khỏi miền Bắc và đâu thấy xe nào vô đâu anh? Vào tới miền Trung một như vậy là đi nói gì qua cầu ra phải. Trong này có không? Anh chạy theo cái chỉ dẫn của ta, cái bạn chỉ dẫn ngoài đường. Tự nhiên cái hỏi trong máy có không? Phải đi trong gió, trong sương ơi. Như mấy người dẫn. Phải mau. Có thể có nhưng mà phải phương tiện có. Lái xe có thể hỏi ông mà. Người ơi. Phải mau để mà thấy người ơi. Có chữ Quế không? Chuyện cái đường đi Đà Nẵng này không? Đà Nẵng tới Huế này. Chúng ta sẽ ở đường ấy, đường ấy cho rằng họ được ta bỏ.
xe bây giờ nó có 156 bằng hôn kính nước bằng tình say đó nói gì khác hả nuôi gì tính lộn trước nó có cái đường tẻ nhưng mà
có 6 cây số. Anh đi mau để nối lại duyên mây. Kính mời quý vị nghe người lữ khách trên con đường vào tới miền Nam.
Thank you.
sông Bến Hải. Đây là chi rồi. Cầu. Cái đó là chia đó, chia cái cầu đó để chia phải không anh? Cầu ngang á. Xưa hả? Chiếc cầu cầu ngang, chiếc cầu cầu từ xa bên kia. Cầu kia không? Cầu kia kìa. Nhớ là cầu. Ở đây sẽ có cái nhà này. Đây là này. Bình phòng. Rồi giới tiếng là tí, tí được. Cho nên chúng tôi dừng xe để thăm chiếc cầu. Khởi hành từ lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2012, cuộc hành trình của chúng tôi đã đi ngược với trường ca Con đường cái quan của nhạc sĩ Phạm Duy. Dòng nhạc đã ghi nhận cuộc hành trình của người lữ khách đi từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Chúng tôi không phải là những người lữ khách. Chúng tôi chỉ là những người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Việt. Hôm nay, 37 năm sau cuộc chiến, tìm về quê tổ cội nguồn, nơi mà trước kia bố mẹ chúng tôi theo binh lửa đã xuôi Nam tìm sự sống. Người ta không thể chọn cho mình một ông cha, bà mẹ để sinh ra, nhưng người ta có thể chọn cho mình một con đường sống. Và nếu cần, có thể chọn cho mình một cái chết. Ý tưởng của một nhà văn nào đó đã tác động lên tôi ở tuổi 16, khiến tôi ngỡ ngàng vào tuổi 20 khi đất nước. Dòng sông Bến Hải không còn là ranh giới ngăn chia nước Việt, và cái cầu Hiền Lương đã trở về với nhiệm vụ thiêng liêng của nó, nối liền hai bờ của một dòng sông. Dừng chân bên này phía bắc của giới tuyến, chúng tôi đi xuôi về đầu cầu phương Nam. Dòng Bến Hải, dòng sông đã chia cắt đất nước. Có một thời để đi từ bên này qua bên kia của hai bờ Bến Hải, người ta đã phải đi mất 20 năm trong bom lửa. Biết bao thanh niên hai miền đã ngã gục chỉ vì một dòng sông. Chỉ vì một dòng sông ngăn. Tôi bước chân lên chiếc cầu Hiền Lương cũ ngày xưa ấy mà lòng không khỏi băn khoăn. Máu đã đổ, cái cầu để cái cầu trở về ý nghĩa đích thực, nối liền hai bờ Nam Bắc.
dừng chân bên dòng sông dừng chân bên này phía bắc của giới tuyến. Chúng tôi đi xuôi về đầu cầu phương nam dòng bến hải. Để qua bên này và dòng sông đã chia cắt đất nước của bờ sông bến hải. Có một thời để đi từ bên này qua bên kia của hai bờ bến hải, người ta ở mất 20 năm trong bom lửa. Biết bao thanh niên hai miền đã ngã gục chỉ vì một dòng sông ngăn. Tôi bước chân lên chiếc cầu hiền lương cũ ngày xưa ấy mà lòng không khỏi băn khoăn. Máu đã đổ để cái cầu trở về ý nghĩa đích thực, nối liền hai bờ Nam Bắc. Nhìn về phía Nam vẫn còn đó chiếc lô cốt cộng sự phòng thủ của người lính miền Nam, với một lá cờ mà ngày nay đã mất. Cũng lá cờ đó từ thuở ấu thơ đến tuổi trưởng thành, người ta đã bảo tôi đó là Tổ quốc. Cuộc chiến đã đi qua mấy mươi năm, nhưng ý nghĩa đích thực của nó vẫn còn là một câu hỏi mà sau này sử gia sẽ ghi nhận. Còn chúng tôi hôm nay đi ngược cầu hiền lương tìm lại nguồn cội của mình. Tôi đi trên chiếc cầu của ngày xưa ấy, chờ 20 năm, biết ba người mong muốn bước qua cái cầu này trở về ngày xưa, nhưng chưa bao giờ trở lại được. Thời gian chiến tranh và bom đạn. Đi nắng mặt trời lạnh trái mắt bên. Dòng sông nào phải động cho cam. Người ta có thể bơi qua nhưng phải 20 năm. Lịch sử.
lâu quá 40 phút sao. Để con chụp lại cho má. Má đừng lấy ba con nha, má nhìn nó đi. Nhưng mà anh biết sao, có người là cũng không thích. Không biết luôn á. Dạ, không biết, thành ra lại là không thích nữa. Còn mình là mình yêu thích lịch sử. Trời ơi, đi đâu rồi? À, bỏ trời ơi. Sợ ô nhiễm môi trường ha. Ổng mới có tiềm năng thôi, chưa phát triển đâu. Ờ, chắc chưa có thôi, nơi nó dự dự án thôi. Còn nằm trong dự án. Trời ơi, ra tới đây luôn nhìn lại còn thấy gì nữa không? Nó thì bởi vì có thấy quỷ gì. Làm sao mà tham quan cái cầu Hiền Lương thấy có mấy cái đèn, mấy cái trụ đèn thôi à. Mà chưa nắng cho chờ đi bộ ai cũng ngán, thôi chạy luôn. Ai mà đi, thôi chạy tiếp đi. Còn 544 mấy cây à? À nợ ơi, miền Nam 544 ít dữ rồi. Hả? Thì miền Nam nhiều. Chúng tôi đang đi trên phần đất miền Bắc. Dạ. Ủa, cái mẹ ông thấy cây xăng á chị, là lúc đó là người ta sợ quá, người ta bỏ như về, người ta đâu dám ở đó. Mẹ ông vô trong đó. Đây địa phận tỉnh Quang Bình. Tối hả? Ở cái đồn cây mai á, là đối diện mấy bên kia ha. Nó bắn vô mấy ông ở đây bắn ra. Sáng chị biết không, tao đi sợ chết. Còn mấy ổng không khiêng ra á chị, nhỏ nhỏ không nhỏ con mà nhỏ tuổi, mặt trẻ măng à, mà coi như là mặt có mùi xà lỏn chết. Ghê vậy chị. Qua khỏi đó là năm Mậu Thân là chính mắt em thấy là bắt nó đi xuống đường xa đó thì bởi vậy là cái bây giờ cũng đó là bên mấy cái gì thì đam phi gì đó, con nít người ta họ gì thì cũng vậy, dụ bị dụ thì đó. Chết, chết. Sống lịch sử thứ hai phân chia Nam Bắc. À, Giang Danh. Đây không, không phải, chưa tới. Xem này. Đây sông Danh là xưa, thời Phong Kiến. Đó, hồi xưa Trịnh Nguyễn phân tranh đó. Không phải, không phải, chưa tới. Đây là Hồ Sen. Hồ Sen không biết Sen. Hết sen rồi. Hết sen hết rồi. Hết sen rồi. Trồng thủy sản rồi đó. Trời đất. Anh ăn sen này anh. Rồi. Đi học phải mang theo cái ghế đẩu kìa anh. Anh thấy không? Trời đi học phải xách theo cái ghế đẩu ngồi kìa. Ông nội. Đó đó. Ngồi dưới đất. Đi làm lễ hả? Đi làm lễ, chắc đi làm lễ tổng kết đó. Trời. Khổ dữ vậy trời. Trời đâu phải như trong Nam mình đâu. Sẵn thế. À, trong Nam mình là trường là phải có sẵn hết trơn cho tụi nó ngồi. Cô còn phải thẻ này kia như là không đủ tiêu chuẩn cái này cái nọ nữa. Trời ơi. Còn đó chay nè. Đó cho tụi bay ra bắt đi tụi biết. Rồi rồi anh hai quay rồi. Đưa cho nó coi để nó tin như đây mình nói nó không tin. Tin đó lắm tin. Nói nó không tin. Thấy mới tin. Đó, trời ơi, thấy không? Bây giờ còn có cái mụn mà mày lúc trước anh thấy ghế ghế gỗ chết mà anh nặng thấy mụn nó không được ghế ra đâu mà ghế gọi là ghế mình ngồi bếp á, mình sẽ sẹp á, cũng bán phải thêm cái hai cái ghế ấy như đó, hay là ghế tự chế đó. Tuốt lúa hả? Ờ còn là cắt thêm về cái cũng là mình thả tổ xuống chứ đâu có mụn. Ủi á con, chắc nó còn đập quá hả? Không lẽ giờ này mà còn đập lúa? Cái gì nữa này đem về là đập, đập một đập hai đập. Hả? Nè, phải trở về đó. Đó, trở về đập đó. Chứ cái này là máy là nó đưa vô là suốt ra. Phải chỗ rồi. Rồi. Chỗ rồi. Cắt nó cắt một tịch tiến ha. Nó mang lên đường, trở về. Mên mông ha. Cái xưa mày dạy tròn thì mấy ông đi nữa rất nước Việt Nam ta rất giàu và rất đẹp, giàu đẹp tha hồ ăn đi. Vậy sau này chị mới nói là mình á mà dạy cho thế hệ sau của mình mà đất nước mình rất giàu là sao, nó ỷ lại, nó ỷ lại cái sự giàu có của đất nước nên nó không có chăm chỉ làm ăn giống như là ở Nhật. Ở Nhật á, là nó giáo dục nước á, là rất đẹp nhưng rất khó khăn. Nó không nói nghèo chị mà nó rất khó khăn. Và đúng là đất nước nó là khó khăn.
về đất đai đủ này kia, cho nên dạ đó nó không có đất nữa, thành ra là nó phải làm gì lắm. Đang ở Quảng Bình. Đường quê hương ta từ băng đến nam, đường vinh quang ngàn năm mai, ôi đau chân miền mai. Đường lên tây rừng sau núi cao, đường ra đông trùng dương dạng cao, ôi sông khơi dạng dạng. Dân dìu nhau mà đi, đường còn lầm giống như trong Nam mình á, cũng có một số trường á được tặng á chị, được tặng nó mới đi mấy đứa mà được tặng đó là mà lúc nào cũng anh em nó mới đi. Đường còn lắm ngoan thường, đường quê hương ta từ băng đến nam, đường vinh quang ngàn năm miền mà, ôi đâu chân đường lên tây rừng sâu núi cao, đường ra đông trùng dương dạt dào, ôi sông hơi dạt dào. Dân dìu nhau mà đi, đời còn gian qua rồi, gian. Qua cái khu đó rồi. Qua khu nhưng mà trên đó nó chẳng trên này. Dạ. Dân dìu nhau mà đi, mình nghĩ là nó qua khỏi cái khu này nó mới chẳng bị lại. Đường còn lắm ngoan thường. Quay đầu xe này nè. Không thấy ta. Mình đâu có để ý rồi. Thôi tập trung tư vấn cho anh đi. Còn chứ. Không có tụi tôi nè. Tụi tôi tập trung cho anh nè. Nhìn phụ với anh đúng không? Nhìn phụ với anh nè. Nhìn thôi chứ không sao rồi, tới đây là không sao rồi. Đúng không? Không thấy nó. Nhưng mà tại vì ảnh vô cái khu vực giảm tốc độ mà không để ý. Dân ngoài này giữ nó chứ chị. Nếu không phải như trong này. Còn gì anh? Tin nổi hả? Kinh đó hả? Con kinh đó hả? Thủy lợi. Thủy lợi đó, nhưng mà hồi xưa mình mới giao phóng có dầu mỏ. Trời ơi, xưa đi làm thủy lợi đi mà Cà Mau tự con đất cao đất sinh mà bắt đi hả, đứng ở dưới nước chị dốc từng cái đất á, đất chuyển người thanh niên Việt Nam quay về với sâm làng, tiếng rẽ vui rộn trong lòng cùng đi lấy Hoành Sơn, cùng đi xây Hoành Sơn, cùng đi biên rừng hoang ra lúa thơm, vượt khơi ra vượt xa lướt ngàn nước non nhà ta đắp bụi cho mẹ cha. Từ Nam Quan Cà Mau từ non cao rừng sâu, gầm nhau do non nứa xây cầu, người thanh niên Việt Nam quay về với sâm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng cùng đi lấy Trường Sơn, cùng đi xây Hoành Sơn, cùng đi biên rừng hoang ra lúa thơm, vượt khơi ra đảo xa lướt ngàn nước sông nhà ta đã bồi cho mẹ cha. Mà là gì mà em thuộc được con bài ngắn thì nhớ được con quen á, còn mấy cái đoạn ở giữa, còn cái đoạn đầu đoạn cuối xem nghe lạ. Đường bác theo dõi luôn. Sông Lũy Thầy đây. Bài chính tả bài tập đọc gì đó anh? Sông Lũy Thầy, con sông Lũy Thầy. Trần Văn Khoa. Thơ.
đi Việt nữa. Cái gì đó mà cái gì tháng 6 mà nước như ai nấu mà mẹ em gọi là ta mẹ em xuống cấy rồi cái gì cua ngôi lên bờ mẹ em xuống cấy gì tùm lum hết. Hay hai con chụp được cái đó rồi đó, chừng nào mà cậu với mợ dậy con mới hình. Rồi mợ là không có dậy nữa rồi cậu. Còn đây là cái nhựa thông cao su không có. Rừng thông Phong Nha Đồng Hới nè. Phong Nha Kẻ Bàng đi đường nào? Xỉa qua đây nè. Mình không đi Phong Nha Kẻ Bàng. Mình đừng có xỉa vô nha. Nếu có đi mình đi Động Thiên Đường. Không, kỳ này chắc cố gắng đi Động Thiên Đường hả chị? Đi ra tới đây mà không đi uổng lắm đi, em nói thiệt á. Dạ bây giờ bà Nà không đi được, không đi cũng được, tại vì nói chung bà Nà cái đẹp của nó chủ yếu là cái không khí hả. Còn Động Thiên Đường mà không đi là rất uổng, em nói thiệt á, em đi một lần rồi em mê lắm. Con chưa được đi con đó thì bởi vậy có máy quay phim nữa đó anh hai, có máy quay nè, nhưng mà vô trong nó quay thì không đi được không anh á, mặt tối có đèn nhưng mà tối. Rồi em rồi hình là nó tới ôm à. Anh có đèn hả? Dạ. Ở trong đó nó cũng có đèn. Anh có đèn chuyên nghiệp luôn. Chụp hình ở một cái tấm hình rồi nhìn cũng không có đã. Không có đã, đúng rồi, mình phải nhìn tận mắt mình mới thấy nó hay. Có thể là quay phim thì mình sẽ nhìn thấy thích hơn, ví dụ như mấy đứa tụi thôi quyết chí gì nha anh hai. Anh Phúc ha. Mình về anh mình ghé mấy đứa nhỏ chẳng hạn mình lấy phim á, mình chụp mình coi đâu có hay đúng đâu rồi. Mình quay lại mình coi được nó. Đó là chị nhu cầu đâu rồi em đi đó thôi, có gì đâu. Không, nó cũng nằm trên đường mình về á, cái Quảng Bình á. Dạ, anh coi cái bảng mà chỉ Động Thiên Đường có không nha. Nếu vậy là rút cái thời gian mình ở đi. Dạ đó, mình rút cái thời gian ở để mình cố gắng sao để mình có được một buổi để mình ở đó mình tham quan. Tiếng đi xe này đặng mà du lịch rất là không được du lịch. Nên nếu mà anh mà đi mà anh quay được cái Động Thiên Đường là quá hay. Anh đi đường thì anh thấy ngoài Bắc phải khác trong Nam chứ. Về cây cối đó. Gợi ý vậy rồi đó. Miền Nam thì phần đông là cây dâm bụt nữa. Con thấy là ở trong mình không có cây, ở ngoài này có cây. Không phải. Ở trong mình mà dùng nông thôn vậy là đi đường là toàn cây ăn trái không à. Đó, còn ngoài này không có cây ăn trái, toàn là cây kiểng, cây lá đồ không. Rừng. À, chứ không có cây ăn trái ha. Rừng để chị biết không? Chị, cũng giữ đất hết. Không, mà mấy cái nhà kìa anh, em nói chỗ mà mấy cái nhà nè, người ta trồng trước cửa đồ này kia, không có trồng cây ăn trái ha. Trong khi trong Nam mình á, thì thấy không, ở vùng nông thôn quê à, chị là đi dài là cây ăn trái không. Dạ yeah. Phải người Việt Nam mình là theo cái kiểu là tận dụng á, bây giờ có đất anh trồng gì, trồng cây ăn trái anh có quả ăn, còn giờ trồng mấy cây này ăn gì, thấy không, là thực tế đó. Không có lịch mà. Ừ. Ở vậy người Việt Nam mình ta nói làm chơi ăn thiệt là vậy á, cũng là miếng đất đó trồng cái cây thì phải có ăn à. Trồng cái cây cũng có ăn. Đây có một cái đèo duy nhất thôi chứ. Đây là đèo ngang rồi em ơi. Đèo ngang đây rồi. Cha nó không có ghi ha. Đúng rồi, đèo ngang đây rồi. Nó phải ghi tên chứ ta. Đèo ngang là đèo lớn mà. Đèo nổi tiếng mà. Cái đèo đi vào văn học luôn mà. Dạ, mà sao nó không ghi tên. Yeah.
Đã đi coi. Phải đi nguyên không? Bởi vì đây có một cái dãy núi này thôi, đáng chừng vậy. Ủa sao anh không đi đường kia mà đi đường kia ngược chiều hả? Biển kìa. Ủa nhắn chừng à. Sâm danh đây nè. Đây đâu có chụp cái đâu. Hết khả năng của con là chỉ nhớ được lúc đó thôi. Lần đầu xuống có vài sự kiện. Từ phía xa về phía bên trái, chúng tôi thấy một chiếc cầu dài. Có lẽ đây là cầu bắc qua sông Danh, nơi mà đã chia cắt đất nước vào thời Trịnh Nguyễn. Dòng sông này đã chia cắt đất nước trong quá trình 100 năm. Sông Danh nè, cầu Nam Danh. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phía nam của đây. Dạ, đúng rồi. Phía nam của sông Danh này. Anh, máy, anh. Mấy giờ luôn đi, 10 giờ 9 phút đến cầu Sông Danh. Rồi, 10 giờ 10. Chúng tôi đã đến cầu Sông Danh. Kia là Bắc Danh. Bên đúng rồi, bên đây Nam, bên kia Bắc. Cầu Danh. Cầu Danh, ở giữa là Tranh Danh. Cầu Danh. Sông Danh. Đấy, sông Danh phải thế. Thấy chưa? Là bên nào với bên nào? Bên này với bên này với bên kia. Bên mình. Đây cầu sông Danh. Đây gọi là đàng trong. Đàng trong, đàng ngoài. Bên đây là đàng trong, bên kia là đàng ngoài. Chúng tôi bắt đầu đi vào đàng trong của sông Danh lớn quá. Của vua Lê. Vua cho ơi chị nhìn bên đây quá. Dòng sông Danh vua Lê chú chở dòng sông Danh chinh nguyện sông Danh 100 năm rồi mới qua được. Tức là chị thống nhất khi mà vua Tây Sơn tiến quân ra Bắc thôi. Tức là vua Quang Trung á. Đó là nhà Quang Trung á. Đường sông luôn á ta. Đi đường sông vương mà. Không thì sát bên Quang Trung. Trời ơi, sát bên Quang Trung. Anh thấy hồi nãy sông Bến Hải không? Xưa nó chưa có cái cầu này đâu anh. Đó đâu có cầu này đâu qua. Làm gì có. Đi tàu qua không được. Thì xưa đi đò đi, đi ghe, đi tàu, đi xuồng. Nhìn cái cầu này. Lội qua. Cầu Xanh.
rồi. Cầu Thanh Văn. Đôi lại làm lẫn. Trước mặt đôi làm dãy núi, đây mới là đèo ngang. Ừ, nãy không phải. Một chuyến đi thiếu hướng dẫn viên du lịch mà tự mình khám phá, cho nên có những lầm lẫn chuyện bình thường. Có điều có người đi qua đèo ngang mà chẳng biết đèo ngang, chẳng nhớ đến bài thơ kiệt tác của Hồ Xuân Hương: bước xuống đèo ngang bóng xế tàn. Ý nhớ lộn, nhớ lộn. Cửa ba huyện Thanh Quan. Bước xuống đèo ngang bóng xế tàn, cỏ cây sen má lá chén hoa, lóng khóm dưới nước đều vài chú, lá đát bên sông rợn mấy nhà. Nhớ đứt đau lòng con cút cú, thương nhà mỏi miệt cái da da, dừng chân vẫn lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Đó là bài thơ của Vào Thanh Quan. Chúng tôi bắt đầu vào đèo ngang. Hùng vĩ quá ha. Đi đâu ta? Biết đó là gì chứ. Không biết đó là chỗ nào luôn. Bởi vì cái ngọn núi nó bắt ngang qua đường cứu lộ đó con. Nói gì vậy? Hầm hả? Ờ, có cái hầm đó. À. Chụp. Chúng tôi là đi qua một cái hầm. Vậy là mình đi hầm chứ còn. Chúng ta đi hầm qua đèo ngang. Ông kia đi đèo, đúng rồi. Hầm đèo ngang. Chụp hầm chưa? Đèo ngang. Giống như đèo Hải Vân. Này chắc ngắn à, có một đoạn ngắn à. Ngắn hơn đèo hầm một chút. Ha, bây giờ nó làm cái hầm này tiết nghiệm được cái đoạn đường đi. Là mình phải qua đèo. À. Đi đường nó đi đâu á? Ừ. Thì là đường nó là đường đèo á. Đó, bả đi đèo, bả làm được bài thơ đó, giờ mình đi hầm sau hầm. Bước tới đèo ngang thấy cái hầm. hay. Tiếp anh. Thôi anh làm thơ đọc một câu thôi à. Để thấy đi mẹ. Câu thứ hai là nó vô duyên liền. Hầm này ngắn ngược kém Hải Vân. Đúng rồi. Câu đồng bò. Trời ơi đẹp ghê không? Tôi nhìn cảnh gì. Tới bóng xuống đường. Ba ké. Mình đó, nó phải nhìn thấy mấy cảnh này nó mới biết hiểu được cái từ mênh mông bao la bát ngát được. Đây có thể là dãy Hoành Sơn. Cùng ơi. Đi xây Hoành Sơn. Ông chào, ai chào ai? Chào mừng quý vị sắp sửa xuống hầm. Đó là bên kia, còn bên đây là mình ra hầm rồi. Nè thì tới nè, chào mấy người à. À, chào vô, chào ra đó hả? Đó, làm cổng đẹp quá. Có chữ không anh? Đèn thui. Đâu có chữ, chưa làm xanh chứ. À, chưa khai trương cái cổng. Này. Cơm gì? Cơm gì? Phở. Thôi dừng lại đi. Cháo. Đấy, nhiều. Cháo bún miếng phở. À. Có xôi nữa. Có xôi. Xe tỉnh về Sài Gòn giờ. Từ. Cứ phải ăn cơm mới được à?
hỏi có cơm không thì anh Phúc bún phở tổng hợp gì đó, bún phở tổng hợp kìa. Món gì lạ, vừa bún vừa phở. Trời ơi, cây xăng này dữ lắm chị ơi, ra ngoài bác ăn không được hay là tại vì ở mấy cái chế độ mà chúng ta đang đi trên đặc đường còn cái này không phải ở ngoài đường, tức là nó đi mà mấy cái tour du lịch đó thì nó đã mấy cái nhà hàng á, nó hợp đồng rồi nó nấu ăn lại không ngon hay sao á, phụ nó nói trời ơi ăn không có được gì hết, ngán lắm. Không chạy còn bám theo đó mà làm dành nữa chứ mà đời dành lại cái cũng giải nha. Một cười dễ sợ luôn. Ông 50 ăn 50 để bên trái đó chứ không được, lấy tao để bên phải, thường để bên phải dễ nhìn. Bây giờ ra ngoài đây nó chơi bên trái, chơi bên trái không chơi phải bên... nó để cho mấy bên kia chứ. Có cả hai bên chơi kỳ á. Để vậy là mình ta chạy bên nào người ta chú ý bên đó tự nhiên rồi. Thì tất cả trong kia là người ta để bên phải không rồi, không ai để bên trái. Các bạn cấm là không. Không à, bến thủy. Cầu Bến Thủy. Dạ, 630. Cái bến thủy này nghe cũng quen anh. Có quen gì? Quen. Bến thủy. Lòng vòng. Cái cầu kia là cầu cầu đang xây. Anh xong kinh thầy ở đâu vậy? Hả? Thầy là gì đó, quê Trần Đăng Khoa đó. Ừ, mà ở đâu? Như nó là ở Bình Bình đó. Ừ, đâu đâu đó đó. Chứ là quê Đinh Bình á. Như là tự gì mà giơ tay búa liềm, búa hả? Quen lắm. Wow, quen lắm. Rồi. Búa rồi gì nữa. Ông đâu cầm cái búa kìa. Là bên đây là cầm gì đây? Cầm cái liềm hả? Búa liềm công nông. Công nông. 15.000. Công 15 hay 12 anh? 15. Có bao nhiêu nhỉ? Cái chỗ kia là cũng còn non này. Cái chỗ kia sao nó có 12 thế? Có 15.000 nha. Đấy. Bốn thế nào biết thế lấy. Đây là trường đại học Vinh. Ông chết luôn vậy. Thì khi bà làm bài thu hoạch ấy, cái bà đánh xong cái bà kêu bà tâm bà dò thì tôi cái bà nói ở ngoài là bà nói. Quân cu cái bắt đầu là qua luôn rồi, không được thôi mình không có chốt luôn. Mình nhớ ở trong mình luôn. Vậy hả? Thành ra quân cu 4 mới đầu quân cu 7. Trường cao đẳng cái một việc đích kìa. Tự nhiên ra tới đây cũng có tới quân cu 7 đúng không? Hình dáng quá. Rồi, quá sớm. Thấy mắm ở đâu? Hoa này. Hoa. Chim. Mắm đại chim lạ. Trời ơi, thấy được chữ phát triển. Vinh là 37. Festival. Là có đường Huế bò đi thăm dò một heo Huế. Trời ơi. Thằng nào mà nó in cái này mà nó cũng in được hay ghê chứ. Trời ơi trời. Mà cái thằng treo nó cũng cho treo nữa. Thì cái thằng đó biết gì đâu. Cái bà bán bún bò bà đâu có biết gì chính tả. Nhưng mà ở ngoài này mà đọc giò là không đúng, phải đọc là giò. Đúng không chị? À, phát âm mà giò rồi chứ đâu có đọc giò được. Chơi kỳ quá. Ừ. Mới nói lại nè. Nè, phải không?
Cái chị Nam đó. Nam Đàn hả? Không phải Nam Định. Về Bác Hồ. Bây giờ anh quẹo đâu ạ? À? To quá. Quẹo ra ngoài đường. Thấy cái chơi coi nè, nhà cao tầng. Đi về Hà Nội. Đi Hà Nội hả? Đây nè, quốc lộ 1 nè. H1 hả? Mình đi cái đường này là đúng luôn á. Chụp cái gì? Không, chụp cái tài nhà bự. Ở đâu? Nó nhỏ quá, phóng to ra. Mới thấy cái chỗ này nó cách xa. Đâu chụp được, gần quá, chụp đâu hết. Rồi lại ra quốc lộ 1A đúng không? Tốt. AH1. Một. Nhìn. Nhìn. Anh đâu mãi cho mà anh nhảy nhảy mà nhảy. Tôi đang đi vào thành phố Vinh. Ba tiếng đó, à, quá cho anh biết, có bình thường như tôi nói anh nghe. Còn Diễm Thúy không ngủ được là ép không ngủ được, không ngủ là thôi rồi đó, khỏi. Trời ơi, mình ép trên xe mình đã không ngủ rồi, lên được trên phòng là mình mừng mình ngủ, nó thức, nó ngồi nó chát nó chiếp gì không biết, suốt luôn, ngủ giật mình dậy mấy giấc luôn vậy. À, dạ đó. Tại vì không có người. Không, lần sau là biết rồi. Đi rồi đem mấy bộ đồ thôi. Đấy, đi tới đâu cũng đem đồ, bắt đồ đem đồ ra giặt. Nhưng mình không muốn giặt đâu. Nhất quyết là bắt đem đồ ra giặt cho bằng được. Hai km. Ôi trời. Thấy bình 27 cây. Không gì. Đúng rồi, sắp tới Nam Định rồi. Nam Định 2 cây. Thái Bình 27 cây. Ủa gì gần vậy anh? Ừ. Anh có đi đường tránh không anh Phúc? Được chưa? Có đi đường tránh đường vòng ngoài không? Đường vành đai á? Đường ngoài. Đi đường ngoài ha. Đi đường ngoài thì lát chuẩn bị. Tới đây mình rẽ trái nè. Tới đây mình rẽ trái nè. Thấy anh Phúc giỏi chưa? Thấy tài xế mà không giỏi là chế thì đi lạc mãi. Thành phố Nam Định thì đi thẳng luôn, còn đi đường Thái Bình tránh thì trái, trái. À, 27 cây trái đi Thái Bình cũng gần ha chị ha. Đi xuyên thành phố Nam Định cũng được luôn á. Tìm về cội nguồn chỉ bằng cái địa chỉ ngắn gọn làng xã huyện tỉnh mà trong chúng tôi chưa ai một lần đến. Anh tài xế thân quen bà nói ở quê có lần cái ao sen to lắm mà sao mà chẳng thấy cái ao sen đâu. Theo con đường quốc lộ 1 mà Phạm Huy gọi là con đường thái quan, chúng tôi đi với sự trợ giúp của chiếc điện thoại cầm tay có cài chương trình Google Maps và chuông điện thoại réo liên tục của họ hàng mong ngóng sự trở về của chúng tôi. Về đến Nam Định, trời đã tối. Xe chúng tôi đang dò tìm nhà bưu điện thì có tiếng gọi vang. Có lẽ nhờ chiếc xe mang biển số miền Nam mà các chú, các anh đã nhận ra chúng tôi. Khởi đầu từ một biển số xe, anh em, chú cháu mới biết mặt. Thế rồi cả đoàn về quê nội, làng Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên. Tôi thật không ngờ và ngỡ ngàng trước tình cảm của rất đông họ hàng thân thuộc đã chờ đón. Tình cảm bác cháu, chị em không phải là bao năm xa cách, mà là lần đầu tiên chúng tôi mới gặp mặt, vì chúng tôi chỉ biết nhau qua lời kể của bố mẹ. Sự chào đón đó nó lên cái tình cảm thiêng liêng gắn kết nhau qua huyết thống. Chúng tôi đã đi và đã đến con đường tìm về cội nguồn sau bao ngày rong ruổi, ba ngày ngắn ngủi trong chuỗi thời gian gần 40 năm. Những tình cảm thiêng liêng gắn bó thể hiện
qua việc đón tiếp của quê người bạn đồng hành khiến tôi ngần ngại, không dám gọi điện về quê cha để báo tin đã về đến đất Bắc. Tôi sợ cảnh đón tiếp trùng phùng của họ hàng bên cha. Cuộc sống thôn làng quê miền Bắc có tính chất đặc thù của dân tộc, mỗi làng mỗi nghề, và con cháu phải tha phương cầu thực, rời xa lũy tre làng tìm sự sống. Chỉ hội tụ về trong dịp Tết và dỗ chạp, nên sự trở về bất ngờ của tôi, người nối dòng máu tổ, chắc hẳn sẽ làm xáo trộn công việc sinh nhai. Tôi đã âm thầm bất ngờ tìm về quê tổ. Rồi mới xuống chi rồi mới tới phái. Phái là để đời mình đó. Mình là đời phái đó hả? Ừ, mình là rồi đời con mình là đời gì? Hả? Con của mình hả? Bỏ mất chữ y là thành phá luôn. Không hiểu nữa. Thôi thì mai bước về đây từ từ nghiên cứu. Rồi để thấy mà... thằng Đức là nó nhờ anh là chụp hình quay phim gì cái cây da phả cho nó đấy. Trời anh tưởng nhà nào cũng mời bữa cơm nó chết mà đi 3 tháng mới hết. Không, biết không hết sợ đâu. Đói à. Không biết có hết không. Không khi nào mà thất nghiệp thì cháu về. Chứ đi mỗi nhà một bữa. Mốt mà thất nghiệp chắc vậy được đó chị. Đi quanh năm suốt tháng. Thế bác Vinh bảo đó, chúng mày chỉ lo cái tiền tàu về thôi, về đây thôi. Đấy. Rồi ra... mình cứ đi đi. Người ta vừa ghi hình chứ. Nhà đây anh hả? Dạ thưa cô. Dạ. Phạm Thanh Hinh tại Cao Đán, Thái Sơn, Sài Gòn. Đó là Phạm Quốc Kim, môn thê của cháu là Nguyễn Thị Hộ, họ là Thị Hộ cùng Phạm Thanh Hinh. Vâng. Phạm Nguyễn Phương Liên, cháu Phạm Nguyễn Phương Liên, cháu từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà thăm tổ tiên ông bà. Thắp hương nhà thờ rồi ra mộ, cháu ghé qua nhà của gia đình cô chú để thắp cho cô chú có thành tâm thắp cô nhang hương, mời cô về chứng giám để thăm con thăm cháu, mừng cho con cho cháu là phù hợp với các cháu, chúng ta về gần thuận lộc bình an, công danh thành đạt trong cuộc sống một đường được quay lại lắm. Tại bản tiếng mà cô ra đi bỏ của ngũ gia tiên tổ lại bản gia của con cháu con đất này, ngày hôm nay là ngày 14 giờ tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn, gia đình con các cháu ở bên ngoài là Phạm Quốc Kỳ, Nguyễn Thị Thu Liên, các cháu con từ thành phố Hồ Chí Minh về quê thăm tổ tiên ông bà, cháu con đã qua nhà thành tâm thắp nén hương tâm làm lễ bái yết tới ngũ gia tiên tổ và tiếp tiếp tiếng bà cô của chúng ta tiên tổ là về chúng cháu để phù hợp để cho gia đình các cháu liên hoạ con vận tự ý cô biết cô là cô mừng cô muốn đó đi tôi các cháu đi muốn đó ngồi chơi. Sao cái này đã quê rồi đi quê cô rồi đó. À, con đang ghi có nhà 100 mét vuông. Dạ. Là con làm cho châu ở đấy. Con ra cửa thôi. Con đang ghi hình lại cô với chú. Ờ. Vâng, dạ. Đây là cái mấy cái phim. Con về con làm băng rồi con sẽ gửi về. Còn rồi chuyến đi này là chuyến đi về cội nguồn của mình đây. Dạ. Cội nguồn bên bên. Dạ. Năm nay gần 60 tuổi rồi. Dạ. Cũng gần 80 tuổi rồi mới được về. Dạ. 77, cô cháu 84. Cô cháu 84.
nhiều trước cô đây là nội, cô chú ở Hà Nội mới về đây 2 năm nay chứ. Dạ. Trước cô ở Hà Nội gần chục năm. Cái này cô nó phá ra nó một thả quá, nó phá ra một tinh. Cứ tức tức thở, cái này nó áp rất nó cao, nó tạo nó chóng mặt, nó khó thở. Một ngạt lắm. Cô bảo chú bảo người, ông cô về quê, tôi sống phải làm nữa. Ở đây tôi chết một ngày quá. À, đây là chú Hồng, anh đầu là chú. Chú là bạn đầu tiên của cô anh, tức là của cô Yến. Tức là cô mà hồi nãy mình thắp nhang lại cô. Thì cô Yến thì mất. Khi cô Yến mất thì có được 5 anh em. Châu đây là lớn nhất đây. Thì hôm nay thì anh em mình về quê lạy tổ. Rồi mình đầu tiên thì mình đến nhà cô chú đây. Một cái cô ai gọi như trong cái cuộc hành trình này mình về quê tổ, anh về đây thì anh mới biết được rõ cái thực sự mà quê cha đức tổ mình. Và hôm nay nhưng có anh và anh biết thêm về cô đây là người thay người cô ruột anh, mà anh không tưởng tượng là lúc mà cô làm bạn với chú đây lại gánh vác 5 đứa em. Anh phải nói quá tuyệt vời. Thế thì thưa cô chú, hôm nay chúng con về thì cô chú có điều gì dạy bảo chúng con? Xin cô chú cho chúng con một vài lời. Bố cháu là đi từ đấy là bố mẹ cháu là lập nghiệp ở trong đó, các cháu sinh thôi trong đó, bây giờ các cháu đã là con lớn tuổi trưởng thành mà đã tìm về được quê cha đất tổ. Dù sao đâu nữa là một nén hương trước cửa tổ, sau đó ra lăng mộ của ông bà vẫn là một cái quý hóa. Cô chú rất là quý hóa, còn có gì hơn đâu cháu. Còn thì cô chú cũng đã vào đấy được nhiều lần rồi, bố cháu ăn đừng ra đây được rồi, những cái điều đó là rất là đầy đủ rồi, không có gì. Thì con đưa cô chú là đây là nhà con, đây là cậu em vợ con, đây là cô em dâu của cậu ấy, mà Tâm. Và đây là cô con gái của con đây. Con gái anh nhỉ? Con gái anh đó. Đây là nó đầu tiên đó em, nó đầu tiên và duy nhất đó em. Rồi bây giờ tới phim em giới thiệu lại cho anh Định ghi hình em đi. Rồi đây là chồng của em nhỉ? Cái chồng của phải. Còn đây là anh tài xế mà người bạn rất là thân thiết. Nhờ anh thì anh mới có chuyến về ngày hôm nay đó. Anh Tinh Nghĩa. Thôi được rồi, thôi ta nói đây là các cháu ăn cơm. Dạ, con quý rồi. Còn em? Em là trong đó Hương. Hương, à rồi. Hương cái cám của bố Hồng. Đấy. Chị cô nãy đấy. Dạ. Chị cô nãy là cô nãy. Dạ. Là ba cô gái của cô về sau. Dạ. Còn hai cậu con trai là cậu Việt Nam và cậu ở Hà Nội. Dạ, để con ghi hình tặng một gia đình nhà mình. Anh uống nước ngọt, uống mà. Anh chị. Giờ đi Hà Nội. Nếu anh thì ở thì về đấy. Tối là thì về đến đây đấy. Thì tốt nhất là ra Phương Đông mà. Thế thì mà. Dạ, con đi tham quan. Xin cho biết thôi ạ. Tham quan Hà Nội thì có thể đi. Dạ, thưa với chú. Bố về cho thăm thả.
thả chơi một tí cho hai ba ngày khi về đây. Để nguyên anh bảo vệ mà gì gặp chú về khi lần này thôi, khi lần sau thì chưa chắc đâu. Còn con thì là ra ở quận nhà thì con ra còn có chút và con chúng vui dạ không con đóng mà đi dạ không 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 có chú đâu, nhưng mà chỉ nguyên con chú làm sao mà tận lòng như con mà đây là cái lòng của chúng con. Thôi cứ cười lên lên coi, hai đứa cười cười lên chứ coi. Đó. À đây hả? Xe cháu hả? Mây xanh ngát mái nhà trời, mưa xa quê hương tôi thấy bình. Tiếng gió rầm rộn của nương lúa hương vệ nghe tâm hồn mênh mông. Tình quê hương đó vẫn đậm sâu trong nắng quang trời hạ dần. Chị mua chờ anh mua hoa quả đây này, mưa quả kia trôi lứ lờ rồi đôi má hồng thắm duyên trà. Ơi biết ai nghe chẳng lời hát thiết tha nói về mỗi tình quê một đêm hôm chẳng xa, làn gió vẫn hương mái tóc thề. Nơi tôi đã về, trở về, cõi lòng mãn đầy tình quê hương, vui cùng bạn bè thân thương, thoáng một vui giữa cội nguồn. Đất của ông người này đây 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 cả cái này là của cô Oanh à, cái nhà đây, cái nhà này này của cô Oanh đây mà đất của ông Tất à đấy ông cho Tất mà kể cả ao này ngày xưa ông của ông người này rộng lắm đấy, nhiều đất lắm nó. Mây xanh ngát mái nhà trời, mưa xa quê hương tôi thấy bình. Tiếng gió rầm rộn của nương lúa hương vệ nghe tâm hồn mênh mông. Tình quê hương đó vẫn đậm sâu
trong nắng quang trời hạ say, rồi dòng nước nghiêng trôi lững lờ, rồi đôi má hồng thắm duyên trào. Ai biết ai nghe chẳng lời hát thiên hạ nói về mỗi tình quê. Một đêm hôm nào trăng sáng, làn gió vẫn vương mãi tóc về. Nay tôi đã về, trở về cõi lòng mang nặng tình quê hương. Vui cùng bạn bè thân thương, thoáng một mình vui giữa cội nguồn. Nơi tôi đã về, trở về cõi lòng mang nặng tình quê hương. Vui cùng bạn bè thân thương, thoáng một mình vui giữa cội nguồn. Thoáng một niềm vui rộng giữa cội nguồn. Cả cái chỗ rất này này đã bị bán đi mất rồi, là toàn là của ông Tất đấy chứ. Không phải ở thì dễ bán, có người ở thì đúng không rồi, bán được. Không còn ai cả. Bác thì đi biệt tâm như thế. Ai? Con trai lớn con nhuận. Con trai cả là con nhuận. Con trai là nhớ thì con gái còn người nhớ nữa. Bây giờ đang giữ chìa khóa thay anh đây. Anh em con chúc con bác. Dạ. Ông Trần chết, ông Nhuận chết hết rồi. Có Bắc Minh thì biết rồi, nhưng mà các anh là chưa biết. Đấy. Có cái thời kỳ mới giải phóng Sài Gòn là em có vào trong đấy. À. Vào 38 Phan Thanh Giản, Gò Vấp. Vào trong ấy thì thời kỳ là gặp mỗi mình bác. Gặp mỗi mình bác ở đấy thôi, ở bác gái ở đấy thôi. Thế chỉ vào đây một tí là giải phóng Sài Gòn khoảng độ mấy 2-3 tháng là đưa vào mà. À. Đây này, cái nhà này nhà của anh. Nhà bảo anh. À, nhà của anh. Giờ bắt đấy cái ai ở đâu? Đấy, cỏ cây. Có, cơ mà giờ phải chắc. Đi, phải lưng ở sân một quả. Anh chị vào thắp hương đi. Ừ. Chia các thứ ra. Trong này, trong ngoài bộ. Đấy, sang sơn này là của bố con cháu. Đấy. Sơn là lớn chứ không phải là bé. Đấy, anh quay vào xong anh vào. Anh Toàn ơi, bật cái điện cho nhà thờ. Hả? Anh bật cái điện cho... À, điện này, điện nó yếu. Đấy, có điện, có điện. Bên bên kia thì không lên. Đây là ông nội bà nội. Đấy, ông nội bà nội đây.
Còn thứ tư được mà thì viên thư về cho ông nội anh là không được, phải đặt là chị đó, thành ra anh được đây là Phạm Quốc Bình chị.
ai bảo ai tăng cường tăng cường tự nhiên vậy luôn đúng thế dạ nghĩa luôn mà nhưng mà 2 tháng rồi, 2 tháng rồi là chúng tôi đi chụp nhà, nhà đã tắt rồi, làm Minh Từ, điện thờ Phạm Tộc, Từ Đường Phạm Tộc, Phạm Gia Tộc, Kim Thần Tiết Chủ Con ngày hôm nay 14 tháng 4 họ năm nhân dịp trưởng tôn của Phạm Tộc ngày hôm nay đã từ Sài Gòn về đại gia đại nghiệp Lộc Thành thắp nén hương trước cửa tộc có trưởng tôn là Phạm Phường à cứ trên trên hạng quốc tế thì à trên và cháu cháu hóa tên cháu đi con là Nguyễn Thị Hội à Nguyễn Thị Hội còn à cái gì cháu là gì đấy Phạm Nguyễn Phương Liên và con Phạm Nguyễn Phương Liên để ngày hôm nay đã về tại gia tại đường trước cửa từ đường trước tổ cửa tổ tiên của Phạm gia tiên tổ cháu Phạm Phúc Trịnh ở trên quỷ tay vái tâm làm lễ cùng với phu nhân và con gái hôm nay đã từ đường xa xa xôi từ mấy nghìn cây số đã về được tại gia tại nghiệp mang thân về tâm mang màu vái nhất tổ tiên thôi thì tổ nhất tổ rất xá và bạn tổ bạn thương ngày hôm nay tổ mừng cho anh Phạm Phúc Hinh là trưởng tộc nhưng mà vì thôi thì điều kiện cuộc sống cho nên là đã đi ăn mày lọc trời lọc Phật 4 năm phương đã về sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã từng sinh con đẻ cháu ngày hôm nay chỉ đường dẫn lối thì con cháu đã về được tại từ đường của Phạm Tộc tôi chỉ lòng thành lễ bạc lễ bọc tâm thành quỳ trước bổng Phạm Tộc Phạm gia tiên tổ về chứng lễ chứng bái chứng kêu chứng cầu tâm thành lễ mỏng cho cháu Phạm Phúc Trịnh cùng cùng phu nhân và con gái ngày hôm nay đã về tại gia tại nghiệp tôi thì con gái thì lấy chồng theo chồng ngày hôm nay đã được về tại gia tại nghiệp với lõi tông đường Phạm gia thiên tổ ngày hôm nay lôi con nội tôn đã được về quỳ trước của Phạm gia thiên tổ của Phạm kêu cho các cháu nội tôn của ông bà ngày nay là Phạm Trịnh cùng phu nhân và con gái con gái của con trai của anh Phạm Đức Vinh cháu trưởng tôn từ thành phố Hồ Chí Minh nay về tại gia tại nghiệp tại bản từ đường lễ tổ và trước chân linh của ông bà nội các cháu một lòng dạ nhất một lòng tầm một đạo ném hương thơm tới tới kỷ trùng hương hoa thay hương hoa quả lễ bái tâm thành các cháu gửi trước chân linh ông bà con xin mời mặt ông bà về chứng lễ chứng bái chứng kêu chứng đầu cầu hoan hỷ vui vẻ cho các cháu Phạm Phúc Trịnh ngày nay rồi thì cháu đi dạy học nhưng mà cháu nghỉ hè hôm nay cháu được làm tầm một tạo cùng phu nhân và con gái nay đã phải tại gia tại nghiệp trước cửa từ đường cháu đã nén hương bái yết tổ tiên cho bà Phạm gia tiên tổ về trước cửa ông nội bà nội và nhà hai nơi để hát bóng ngọc cầu và sống thì để dòng nước mong quả có vậy nhưng còn với em thì là con nhuận đấy con nhuận thì với bác Minh đây thì là gọi bác bằng bác đấy thế còn bác Minh với lại nhà bác Minh với lại chú Sần với lại bố em thì là ba anh em con chú con bác
đấy. À, đây thì anh về, anh lại tổ đường rồi. Dạ, anh em dắt anh về nhà thăm các chú để anh biết. Bây giờ các chú thì không còn ai nhà cả. Đúng rồi, nhưng mà anh quay lại sang nhà để biết. Sang nhà để biết nơi mà các chú đã sống ở khi còn tại thì xin sống ở như này. Vâng, thế còn thì như nhà chú Sần thì là mấy anh thì giờ trên Lâm Thao. Ở nhà máy xích ve Lâm Thao. Còn nhà vất không đây này. Ừ, vậy thôi, mình dắt. Đây là trước đây là cái vườn nhà ông nhé. Còn đây là mấy gian nhà đất nhà ông này. Gian nhà đất xây gạch bằng đất. Đây quay mặt ra đây. Đây nhờ, quay mặt ra đây. Ba gian nhà đất, nhà thờ tổ đấy. Thì ông làm trưởng mà. Thì ba gian này là quay mặt ra đây. Nhưng về sau này coi như ông già cũng điều kiện cũng không có. Thế về sau là còn sống thầy em làm như thế bỏ thôi thế thì làm tạm lên lập ngoái mấp cũng được. Nên nhờ cho nó sạch sẽ lên thí. Thế cuối cùng là coi như đã xây một lần lên ba gian. Đấy cũng làm trước kia là lập dạ thôi. Thế về sau với lại lập ngoái mấp. Ngoái mũi. Ngoái mũi như được khoảng độ đâu mấy năm thì coi như là họp họ lại rồi mà. Phá đi là làm quay đằng này. Quay đằng này sở dĩ rằng là đây người ta trước ông cho cái đất này nhà Châu. Đất trước đây này, vườn chè của ông là từ đây ra ăn cao. Vườn chè rộng lắm. Từ đầu đằng này ra ăn tận chỗ hết đất kia. Vườn chè thì bởi ông chẳng trông nom được. Đấy, nhưng về sau này cho nhà Bắc Hồng một miếng, với lại cho nhà Châu miếng, còn ông ở đây. Thế về sau này là coi như là nhà Bắc Hồng thì các anh ấy thì cũng độc đi làm ăn, cũng chẳng ai ở nữa. Thế về sau mới lại để cho ông chú. Thế ông chú về sau ở cháu ông lại cũng đi. Đi về sau lại nhích mua. Nhích mua lại em cháu. Em nó mua. Mua thế về sau là trên Hà Nội. Thế ở đây khoảng độ 1-2 năm nó lại bán đi, nó lại lên trên Hà Nội. Thế đến cuối cùng là đấy cái nhà này là người ta ở. Mà mình để nguyên cái hướng này mà quay đây thì nó ăn ngữ. Ăn ngữ trước cửa. Đông bí. Cuối cùng với lại gọi điện cái ông ở miền Nam, ông thầy bói ở miền Nam, ông xem hay lắm. Thế là cuối cùng ông bảo là thế thì coi như làm mà quay hướng Tây. Làm nhà thờ có là hướng Tây là đúng nhất. Không, đấy thì trước kia là quay hướng Nam, thế bây giờ ông bảo làm quay hướng Tây mà trách về Nam một tí thôi. Thế bắt đầu với lại lấy cái hướng nhà của ông và tôi sẽ lấy cái hướng nhà này thì cả họ được nhờ. Ông nói thầm đấy. Đấy, thế bây giờ lấy cái hướng này. Ông thầy ở miền Nam thôi, Quý Ngọc, vợ Như. Cháu nói chuyện bác nghe. Thế này cho cái tin này. Ông Sần ông chết ở trên Lâm Thao. Thế nó bảo là xem hộ em đặt trên này, đặt chỗ nào vậy. Thế ông nói thẳng là có ông ơi, thì ông người miền Nam kia. À ông ở trong miền Nam kia, còn vợ chồng Nhân ở ngoài này. Nói chuyện trên điện thoại. Ông bảo bây giờ nếu đặt đây nhá, đi ra khỏi Nghĩa Trang, rẽ tay trái, có hai đống gạch xếp vào đấy. Đúng có hai đống gạch thật. Đứng ở chỗ đống gạch thứ hai, nhìn thẳng ra kia, có hai ngôi mộ mới xây. Đúng hai ngôi mộ mới xây thật. Nếu mà đặt thì coi trước cửa hai ngôi mộ mới xây là có. À là mới chạy năm ngoái năm kia rồi. Đấy là có ba thần châu. Đặt đúng chỗ ba thần châu. Ra đúng hai ngôi mộ mới xây rồi đặt đúng rồi. À quên, có ba thần châu đấy. Thế về sau với lại bàn bạc với anh em chú bác ở nhà, người ta không đồng ý. Không muốn cho đặt đấy, muốn đưa vào đây đặt cho bà. Các cháu này đi ở xa thì ở nhà có đây các cháu này rồi là ý thứ nhất mọi người là trong con tổ tiên rồi này nọ đấy mới được cái này chứ không phải làm gì có cái này đâu. Nhưng các cụ còn sống một toàn cụ cái này nói không có, các cụ trước ngày toàn nghèo lắm, không có, không có. Là các cháu nó còn không muốn nó rồi giờ nó làm ăn được rồi nó mới tu tạo vào ngoài đấy, nên các cụ tu tạo vào đẹp hơn. Các cụ mà có thì mình giờ cũng tu tạo đẹp hơn. Chỗ này các cháu ở đâu nhiều về kiểu của nó còn còn cháu đẹp hơn. Có về sau này cho nó chuyển ông thì coi như là ông cũng vẫn nghĩ là mình lớn mà để các cháu là thì cũng không cũng muốn như là ba thì cũng vậy đó, con cháu cứ nói mãi mà vẫn nhưng mà đào cái tại vì không có chăm về thì phải như thế nào mới được đấy, đấy. 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 Đúng ra là đây đây cái hàng mình lại không biết ông muốn về thì mình đây là cái nhà này là nhà của ông Sơn, nhà chú Sơn. Chú Sơn, chú Sơn thì gọi bác Minh bằng anh. Đây là anh con chú của bác. Đây là chú Sơn này là ông cụ Nhỡ, Lý Nhỡ. Ông cụ Lý Nhỡ ông đẻ là chú Sơn. Thì ông Lý Nhỡ với lại ông quản, với lại
ông em là ba anh em ruột. Đấy. Đây là cái nhà là trước ông còn thời sống, thời ông còn sống là ông làm còn nguyên vẹn này, chưa sửa. Còn cái hoa văn này. Đây là cái nhà này là nhà thời kỳ ông còn sống, làm như thế nào của tự nhiên thế. Giờ anh em con cái thì đồng đi làm ăn ở nơi xa. Đấy, cách đây khoảng độ 200 cây thôi. Thế đâm ra không có nhà, mấy anh em ở cả trên đấy. Thế đâm ra nhà không có ai ở. Thế là bắt đầu nhà thì coi như là trước làm thế nào giờ cũng như thế. Đây là anh Chí Thần đây này. Như vậy là hiện nay là cũng khóa cửa để không rồi thôi. Đấy, hiện nay là để không thì con cháu ngoài nó ở ngay đây để trông cho. Nhà này làm từ thời kỳ mà ông cụ bà cụ còn sống cũng không thay đổi cái gì cả. Căn bản là không có người ở. Thì ba anh em là cả trên Lâm Thao, Vĩnh Phú. Anh chị ơi, anh thắp lên đi. Để không có tệ. Để đây bỏ. Anh gặp thằng Tên. Tên là bộ đội đây này. À, anh có biết thằng Tên. Rồi kia kể chuyện là đi bộ đội vào góc Minh Đuôn. Anh mới có biết Tên. Cái thằng Tây thì cũng vào góc Minh nhưng mà nhà bên kia thôi. Còn đấy, ông em là trưởng. Mình coi như là ở bên đây trước ở bên đây. Còn đây sang này em ở bên đây. Đây là cái vòng bên này, đây có cổng đây nhưng mà bên này không có. Đây là đất của ông cả, nhưng rồi sau là ông bán cho ông Sần bên đây. Thế ông Sần bên đây mất đi rồi, bây giờ là cháu cũng là không ở nhà luôn, cho cháu ngoại, cho cháu ngoại cái đất này, nó làm để nó ở đây gần đấy nó trông nom một cái nhà thôi. Đất của ông trước là đang đây. Có bác Minh là bác ấy đợt vừa rồi bác ấy về là bác nhớ hết. Nhớ hết. Bác đi từng đấy năm mà bác về bác nhớ hết. Anh để anh sang cả điện bên đây bác ngồi bác cúng này. Ngồi cúng này, ông thầy ở bên đây thì trước này ông thầy có dây mưa dây má trong họ. Xong là ông thầy đây là coi như mới đến là ngồi cúng với ông ở đây. Đấy. Đất ông đền thờ Đức Chúa Trần. Còn chỗ này là nhà em. Và đây nước. Không biết đường nào quên. Thì đây đi vào đây thì biết lúc nào lần đâu. Vào trong này nước. Đây là anh là con ông Minh. Con là ông. Mày con ông. Con ông Minh. Được rồi em, kệ để cháu nằm đi. Đây. Đây là cháu cháu đấy. Cháu nội. Nằm đi.
anh thấy chưa, cái chữ record không? Rất nè, record nè ha, là bắt đầu ghi nè, ghi toàn bộ nè đó ha. Con bấm thêm một cái nữa là tắt. Bấm cái nào? Bấm này nè, bấm cái nữa tắt như này. Qua một cái chữ gò, lấy cái gò đây, khác còn nhưng mà chạy hết. Đây chú lên đây để chú dẫn lên đây này, anh chỉ không được. Bố ở đây chưa nhớ lắm, nhớ lắm, không nhớ không nhớ, ông nhớ hết cả từng đường ngang qua này, không nhớ đấy. Mà ông đi lâu như thế, kinh nhỉ? Mà thấy bà cháu chỉ nhớ bà ngoại kể chuyện là hồi đi tao còn cắm mẹ ảnh, thế mà hồi là bác cũng chưa lấy vợ, sao về ông nhớ thế? Nhớ lắm, nhớ hết cả đường ngõ này các. Nó chưa cái này trên này là mới chưa xong hay chưa? Ngày xưa nó còn nhỏ, cái còn nhỏ thì coi như là bố về cái chuyện mà cái máng này, cái thời pháp nó về đó cũng ẩn đến trên cái máng nhà thờ này. Thank you.
ở trên cũng mát dễ sợ, ở phía trên á mà mở cửa ra xong gió lồng lộng mát dễ sợ. Coi như dòng họ mình con cháu là bươn bươn chạy khắp nơi luôn á, nhà tổ ơi đóng cửa hết. Chính là làng là bây giờ là ít người ở làng lắm. À, chào em. Ở đây anh đi cả đây không sao đâu. Chưa. À, chào. Đây thờ mẹ em đây. Bà đây. Giờ đi ra chú nghỉ trang sức rồi bà. Đường Việt Nam hồi vô vô tận, đường ngang tàn ngoài Việt Nam giữa trường sơn, đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường xuống hôm đến xóm giờ trời, đường ngông buộc, đường trường chính vẫn xuôi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước sóng chơi. Ai từng đi trên đường Nam, bước thầm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo ta đang ngăn lối, nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi dân hằng, đi rừng lấy huy hoàng, dấu da vàng này là vua đấu tranh. Ta về thành mình đường an lành, đường thành thơi những ngày vui. Được Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại vì đường vẫn còn dài. Được Việt Nam hồi vô cùng vô tận, đường ngang tàng ngoài Việt Nam giữa trường sơn, đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường ruộng ngô đền xóm giữa trường cùng, đường ngông cuồng đường trường chinh vẫn ruồi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước dòng chơi. Ai
trường Việt Nam bước âm thầm và đi lan tan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo tàng đang ăn nói. Càng mưa sông càng cuốn tới, bước chân hùng còn đi dân thắng. Chi dựng lấy huy hoàng sông ra vàng, này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thành bình, đường an lành, đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại, vì đường vẫn còn dài. Lại chín phương giờ lại mời phương Phật, lại chư Phật mời phương, con sám hối nó lại tác quan thần linh thần tài tại nơi bản Đế Trang Mã Tràng xứ thôn Địch Động. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Ngọ. Anh nhà tôi là muốn con gia đình xin con cháu Rồi, anh đứng lại nha. Hai nghìn lẻ ba đến giờ. Dạ, không. Ngôi nào là? Đây là có ba ngôi. Cụ nội. Với lại hai ông bà. Với là ông nội bà nội. Dạ. Cụ thì nằm ngoài này. Ừ, đấy, cũng ba ngôi này. Đấy. Cụ này cũng như là châu bò cũng ngoài cùng à? Nhưng mà đây, thế là ông nội bà nội hả? Ông nội đây. Đấy. Đây mở này, không cầm gì sao đốt chơi tắt nhanh rồi đi này. Anh cứ thao hết đi. Để lại em vài. Để lại một ít ra chỗ mộ mẹ em thôi mà. Mẹ em rồi thì là để lại mấy nén người ta chỗ mộ. Rộng quá này xong rồi bước coi như là có kỳ gãy chân luôn. Bước là xóm được.
cẩn thận, bước cẩn thận. Cho mộ mẹ ăn đi. Đi. Rồi đi. Đi. Cái người lễ ngay à? Chị với chị Anh là chú mộ mẹ em. Vẫn tôn là cháu nữa. Tôi phải tặng ra tại Việt Thắp Hương Tường Đường tộc, đó là phần mộ của cha mẹ đây Thắp Hương này, cha mẹ là những người chút lễ mỏng để phù hộ cho Thắp Tường. Đi chị ơi, đi uống chút. Châu ở sang Thắp Hương nhân hơn cả ra chút đoàn. Đây là bố mẹ chồng cô Anh và chồng cô Anh. Dạ, bên này. Đấy, chị thắp đây một thắp ba cây gần qua bên này. Đây anh bước luôn sang lối này. Dẫm vào cái cây nó. Ở đấy ba ngôi đó, ai mới thắp vào bát hương chị, thắp hương cho chị để chị chứng nhận cái phần cái tiền để phục vụ cho các cháu ở ngoài. Kinh không khó như rừng thế này, mùa mưa nó khó, cây nó tốt, đấy nhà ở sâu đấy, cô Yến đấy, nhà. Còn đây là chồng cô Anh, bố mẹ cô là đằng kia, bố mẹ chồng xây hết tăng hết rồi, đây cũng đến là một mình cô đấy. Bởi vậy cậu không dám nói để cho con đi qua thoải mái tự nhiên. Con để ý nó rồi, con né rồi chứ. À, nhưng mà con đâu biết nó là con gì cho con sẽ đỡ sợ hơn, đúng không? Đẹp đúng quý rồi. Dạ. Có cây gạo không ạ? Có cây gạo. Có cây gạo. À, có cuộn, có cây gạo. Có cây gạo là gì? Mình không bảo cho mình ra với một tổ. Ở ngoài lối là chỗ Hình Giang đấy, có cây gạo. À, có làm gì đấy ạ? con đi ra đây. Đây là khu một độ. Một độ của dòng họ Phạm đây. Chúng tôi đã trở về. Đây ra chậm bơm thì đường cái này đó. Nãy ta bỏ đi lối này rồi này bỏ xa đây đi đi trở lại không giờ đi cũng đi xa hơn đây xa hơn rồi còn lộn lại không không lộn to đường này vâng đến chậm bơm không có đường to đi đi núi trong làng này hả núi trong làng nổi này lội một tí chỗ này thôi. Ừ.
Dạ. Nó phải hải hậu đấy. Hồi bố cháu về là chưa có mua này. Chưa có ạ. Dạ. Mới xây 2 năm 10 dạ. Chưa xây rồi. Bố cháu về là có đầu 5 năm kia. Con thắp nhang cho cụ viết đi con, rồi con bấm máy con quay bố lại bộ cực tổ. Cái này là đang gửi cô trời ơi ấy không được không phải nghe nữa một chút chắc xa mùng 6 tháng 4 hôm nọ vâng mà gặp lại là mùng 6 tháng 10 2010 tộc cụ thứ tổ. Thế bác lên bao giờ? Bác lên bao giờ? Thế đâu? Bác ra à, mới về anh chắc chắn là mình định sáng nãy. Về đến nhà sáng nãy. Về ừ, về sáng nãy về để cùng Nguyễn ăn cơm nước xong rồi bắt đầu ra thế, đi. Thế sao Phượng bỏ về lấy cá không về? À chưa về. Ở dưới chắc có chưa? Có rồi chứ. À thế có rồi. À thế hả? Thế bà về cho tôi đi. Chờ tôi lên chắc có khỏi về. Vâng. À sáng mai là cháu về đi học không? Vâng. Về đi ra. Đây người nãy tôi về là nó không kịp ạ. Thế rồi về tôi đà phòng sọ quý của tôi phóng xe máy lấy rồi quý ai về nhà chứ. Để nó tiện cầm cho cháu khỏi về. Bố nhớ ti kỹ con sâu nha bố. Rồi đi 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 đi. Mẹ mẹ chui hẳn một đường qua luôn. Đừng có dọa mẹ đi với mệt. Rồi con qua đi con qua đi. Đây là khu vực này là ngày xưa là cố đô Hoa Lư đấy. À Hoa Lư đây rồi. Hoa Lư đây ha. Đây. Núi gì anh? Cái vùng hoa lư này này hoa lư này nguồn gốc của Đinh Tiên Hoàng nè. Dạ đúng rồi. Đẹp chưa đây như Đinh nè. Đẹp quá đẹp. Anh hai cho em một cái đĩa này nha. Tôi chào. Ta cùng nhau đi thăm nơi cổ xưa, hoài linh đinh muôn đời giữa nơi sông cùng núi, ba dân đã thường đều lại gai. Mốt phải mua cái loại máy quay 18 cái ống kính luôn. Ai cũng nghĩ bên này bên này quay 18 cái ống kính luôn. Kinh đô Hoa Lư đây. Chà đây là Hoa Lư tức là từ cái Hoa Lư này nè năm 1910 lúc này thì mới ghi di đô về cái Thăng Long đó. Lý Công Quẩn dây đó. Lý Công Quẩn gì nhà năm Thăng Long anh quên rồi à. Ngày xưa là coi như là Hoa Lư không đâu. Không. Ở đây là Hoa Lư dây đô về Thăng Long. Từ đây mới là Hà Nội. Sau Lê Hoàng. Sau Đinh xong rồi đó lên Đinh Tiên Hoàng xong rồi đó đến Lê Hoàng. Lê Hoàng xong rồi đến Lý Công Quẩn tiền lên. Đây là ngày xưa là sao không được quý đấy. Đây. Này anh Phúc à,
Mà vào trong Nam á, mà anh có rác á, thì anh nhớ là núi đẹp quá nhở. Chứ anh đừng có mà đẹp quá nhở nha. Rồi vợ anh hỏi ai đẹp. Ra ngủ mà mới đẹp quá nhỉ này vợ. Ai đẹp. Nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm lắm á. Tôi đêm trời thơm. Không. Nhưng mà nếu mà chọn đây là kinh đô phải nói là để bốn mặt núi non non này phải bảo vệ, nhưng mà lúc này á bao bọc xung quanh đó. Nhưng mà thời đại này mà lập kinh đô đây là nguyện không bởi vì trước đây cái huyện Nga Sơn Thanh Hóa là nó chưa có bãi bồi, tức là bãi biển nó vào gần đến cửa con nước thế này cho nên là thuyền bè nó cập thương vào đấy rồi cho nên thủy có mà ngày xưa các cụ là chiến tranh phòng vệ là nhiều hơn đúng rồi. Tên nỏ nước thì bây giờ ở thế núi đó là một công phải bằng mấy thủ chẳng hạn vậy đó lần lên là nó không lên được rồi đúng rồi trên núi ông đá xuống tôi chỉ cần chặt cây lao xuống chứ có tả rồi đúng rồi đó đúng là ngày xưa lập Tây Kinh Đô đúng nhưng mà bây giờ là thất bại bây giờ nha đây là An đây này ngày xưa Kinh Đô là ở đây đúng ừ, chàng là bởi vì Đinh Bộ Lĩnh cũng là người vùng miền quê này đó Kinh Đô Tràng An đây Tràng An đây Kinh Đô nhà Đinh đây đó ừ, chàng bắt đầu là đây đấy trình. Chúng tôi đã có dịp đến vùng đất Hoa Lư ngày xưa cũ, nơi mà Đinh Bộ Lĩnh thuở ấu thơ trên lưng trâu cùng bạn bè lấy cờ lau tập trận. Sau này lớn lên, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn trở thành vị hoàng đế đầu tiên với tên nước là Đại Cồ Việt, danh xưng của Tổ quốc sau 1000 năm nô lệ giặc phương Bắc. Nói đến lịch sử của dân tộc Việt, nếu chỉ nói đến niên hiệu và những chiến công của những vị anh hùng, thì người ta mới chỉ nói đến cái hình thể bên ngoài mà thiếu đi cái hồn của dân tộc. Cái hồn ấy chính là đạo Phật. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Lên ngôi vua, Thiền sư Ngô Chân Lưu là người đầu tiên được Đức Tiên Hoàng mời ra tham gia công việc triều chính, giúp vua xây dựng đất nước, với danh hiệu Khuông Việt Đại Sư. Khuông Việt Đại Sư mang ý nghĩa vị đại sư khuôn phò nước Việt. Cũng từ đó mở ra trang sử huy hoàng của dân tộc, từ thời Đinh đến các thời Lê, Lý, Trần. Trở về với cố đô Hoa Lư, chúng tôi không có thời gian dừng lại Kinh Đô Tràng An, mà hướng đến chùa Bái Đính, nơi xưa kia Đinh Tiên Hoàng đã lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa. Và cũng chính nơi đây, vua Quang Trung đã làm lễ tế cờ trước khi ra Thăng Long đánh đuổi giặc Thanh. Vì đi theo các chú và anh chị, những người đã rành về vùng đất Ninh Bình với những thắng cảnh, tôi không tiện tách riêng để viếng ngôi chùa cổ ngày xưa ấy, mà theo đoàn người đang hân hở đến thăm cảnh chùa mới đang được xây dựng thật nguy nga đồ sộ, với tham vọng xác lập được nhiều cái nhất
Từ diện tích được xây dựng, chùa với hàng trăm pho tượng La Hán to lớn bằng đá, đến những pho tượng đồng to lớn được dát vàng. Tôi đã đi suốt hành lang được nâng cao dần đến đỉnh núi. Trong tiếng kinh nhịp nhàng phát ra từ băng đĩa qua hệ thống âm thanh, mà trong lòng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Để rồi, lúc đến điện Pháp Chủ thờ Đức Phật Bổn Sư, tôi mới nhận ra rằng ngôi chùa này đã thiếu hẳn hình bóng của những vị tăng để được theo kinh sách gọi là Tam Bảo. Và lòng trùng xuống khi được biết nơi đây rồi sẽ trở thành khu du lịch tâm linh, nơi thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng. Mà việc đầu tiên khi bước vào là phải mua vé. Lòng tôi lại dấy lên câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đây đằng sau là kỷ niệm máy đính cẩn thận đi. Kỷ niệm máy đính cẩn thận đi. Đến hơn 9 giờ ngày 5 tháng 6 2012, chiếc xe mới thật sự chuyển bánh đưa chúng tôi về Sài Gòn để kịp những công việc phải giải quyết, kết thúc cuộc hành trình trở về cội nguồn. Những ngày trước khi trở về quê tổ, chúng tôi đã băn khoăn không biết chuyến đi này sẽ như thế nào. Quê cha, đất tổ đâu phải chỉ là những dấu chấm trên tấm bản đồ, mà nét mực đó thể hiện những con đường quốc lộ nối liền qua các địa danh. Và những người thân tôi chỉ được biết qua lời kể sẽ ra sao khi gặp mặt. Tất cả đã được giải đáp. Cảnh bà con họ hàng đón tiếp đã giúp chúng tôi cảm nhận được tình cảm liên hệ qua huyết thống nơi gọi là cội nguồn. Xin cảm ơn tất cả vì đã cho chúng tôi những cảm nhận thiêng liêng đó, và hãy tha thứ cho chúng tôi những sơ sót trong cuộc hành trình trở về cội nguồn.